Hello guys, cô Mai Phương xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với buổi học tối nay cùng với cô Phương ạ. Hello guys, các con yêu quý, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng ôn từ vựng buổi số 4 cùng với cô Mai Phương nhé. Và đây đã là buổi số 4 rồi đúng không ạ? Tức là mình đã có buổi 1, buổi 2, buổi 3 rồi đúng không? Tất cả các buổi này đều là những cái bài vô cùng là quan trọng nhá. Nếu như con đã miss một hoặc là hai hay ba bốn bài này thì chúng ta nên cố gắng xem lại giúp cô, bởi vì những cái bài tổng ôn từ vựng như này rất là dễ trúng tủ đấy ạ. Rồi, hôm nay thì cô sẽ chữa chúng ta cái bài này, bài từ vựng. Với bài từ vựng này thì thực ra là cũng không phải giải thích nhiều đúng không ạ? À, mình chỉ có là mình có biết cái cấu trúc đó hay không thôi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu chữa nhé. Các con đã sẵn sàng để mình bắt đầu chữa cái bài ngày hôm nay của chúng ta chưa ạ? Trong quá trình chữa, nếu như các con gặp cái cụm nào mà mình gọi là mình chưa biết, mình chưa gặp bao giờ thì các con comment xuống, được chưa? Một lần comment là một lần nhớ nhá. Một lần comment là một lần nhớ, được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ có các câu hỏi của chúng ta như thế này. Ok, là các con có thể comment cho cô xem là câu số 1 thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì, được không ạ? Câu số 1, đáp án đúng là đáp án gì? Nào, câu số 1 đi ạ. Đáp án đúng sẽ là đáp án gì? Despite our best efforts, we have not been able to enough money to renovate the school buildings. Nào, ở đây chúng ta sẽ có tiền này. Đáp đáp. Nào, tiền. Ai ai cũng cần tiền nhỉ? Ai ai cũng cần tiền, đúng không ạ? Ai ai cũng cần phải có tiền. Không có tiền thì gay lắm, đó ạ. Nào bây giờ thì sẽ là gì? Bất chấp cái nỗ lực lớn của chúng tôi thì chúng tôi vẫn chưa có thể là gọi là gì đấy ạ? Quyên góp ấy, gây quỹ ấy, chưa có thể là gây quỹ đủ tiền để mà cải tạo được những cái tòa nhà của cái trường học này. Ok chưa ạ? Tức là vẫn chưa gây quỹ đủ. Thế bây giờ gây quỹ thì mình sẽ dùng từ gì nào? Đi với từ money thì chỉ có một cấu trúc được thôi. Các bạn comment giúp cô đi ạ. Nào bạn nào biết nào? Cấu trúc của chúng ta đây sẽ là raise money. Ok. Raise money. Nhá. Quyên góp tiền. Bạn nào chưa biết thì chúng ta ghi xuống ạ. Bất chấp này, những cái nỗ lực lớn của chúng tôi thì chúng tôi vẫn chưa có thể là quyên góp đủ tiền. Đấy chưa? Ok. Raise money. Tiếp tục sang câu số 2. I went to see Lady Gaga in concert last night. She really brought down the... It was a thrilling experience. Now, brought down the gì? Đấy, câu này nó là idiom nha. Câu này nó là idiom. Bạn nào biết idiom này ạ? À? Có nghĩa là được tán dương nồng nhiệt đấy. Nha, câu này rất dễ thi trong đề thi của chúng ta đấy ạ. Đấy nha, nó sẽ có như sau này. Tôi đã đi xem Lady Gaga ở cái buổi hòa nhạc tối ngày hôm qua và cô ấy thực sự là đã gọi là xô đổ căn nhà. Brought down the house. Brought down the house. Nha, gọi là xô đổ căn nhà nha. Được tán dương nồng nhiệt. Được chưa? Ok. Được tán dương nồng nhiệt tức là được vỗ tay, được hoan nghênh, được tán dương, đó là một cái trải nghiệm rất là ly kỳ, thrilling, đúng không? Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Rồi tiếp nhé, sang câu số 3. When Andrew noticed his car had been scratched after letting his friend borrowed it, he was with anger. Nào, câu này nó lại là một cái cấu trúc nữa mà cũng rất là dễ thi này. Cái này là có trong đề thi VIP của cô Phư này. Được chưa? Đề thi khóa VIP của cô Phư nhé. Nào. Khi mà Andrew nhận ra rằng là cái ô tô của anh ta đã bị gọi là gì đấy ạ? Đã bị xước sau khi cho bạn bè mượn ấy. Thì anh ta gọi gì đấy ạ? Anh ta tràn đầy cái sự tức giận. Được không ạ? Thì đây mình sẽ có cấu trúc ở đây sẽ là to be filled with anger. To be filled with anger. Được chưa? Chúng ta ghi xuống giúp cô nhé. Be filled with cái gì? Thì ở đây with thì nó có rất nhiều từ có thể đi được. Ví dụ như là to be filled with joy, to be filled with sorrow, hay là to be filled with anger. Vậy joy thì là niềm vui, sorrow thì nó là nỗi buồn, còn anger thì là sự tức giận. Mình có thể lấp đầy bản thân mình với bất kỳ cái điều nào trong số tất cả những điều này. Nên nha. To be filled with joy, to be filled with sorrow, hay là to be filled with anger. Ok. Ok, rồi.
filled with joy, filled with sorrow hay là filled with anger? Thì câu này mình sẽ thấy là filled with anger, đúng không ạ? Nào, khi mà Andrew nhận ra rằng là cái xe nó bị xước sau khi cho phép bạn mượn nó, thì anh ta gọi là đầy cái sự tức giận, đúng không ạ? Ok, không kiểm soát được sự tức giận của bản thân, đúng không? Rồi, ok nhá. Tiếp tục sang câu số 4 đi ạ. The trading company that he set up a year ago has recently gone to the due to the huge financial losses it has made. Ok, cái này sẽ có là gone to the gì? Ok, cái này sẽ có như sau này. Cái công ty thương mại mà anh ta đã thành lập cách đây một năm ấy, thì gần đây là đã gọi là phá sản, đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng cái cấu trúc đó là gone to the world. Gone to the world, đúng không ạ? Gone to the world ở đây tức là gì đấy ạ? Nghĩa là bị phá sản. Go bankrupt. Ok. Bị phá sản nhá. Đấy. Do những cái lỗ về tài chính rất là lớn. Rồi sang câu số 5. Nào, ở câu số 5 này, trước khi mình đến với cái đáp án thì chú ý cho cô là with a view to mà cộng với verb in là thể hiện mục đích nhá. Là để mà làm gì, nó sẽ tương đương với cấu trúc là so as to do something, để mà làm gì. Ok chưa? Nó sẽ tương đương với cấu trúc là so as to, ví dụ như là so as to discuss. Yeah. Ví dụ như là để mà gì đấy ạ? Thảo luận ấy, để nhằm mục đích là để thảo luận cái công việc của tôi, cái gì đấy bằng tiếng Anh. Thì mình sẽ có này, expressively, tức là một cách truyền cảm. Articulately, nó nghĩa là một cách rất là rõ ràng. Ambiguously, có nghĩa là một cách rất là mơ hồ, đúng không ạ? Và understandably, có nghĩa là gì đấy ạ? Tức là một cách gọi là có thể thông cảm được ấy. Đấy, thì câu này mình sẽ dùng cho cô từ articulately, tức là một cách rõ ràng. Để có thể thảo luận được công việc của tôi một cách rõ ràng bằng tiếng Anh, thì tôi đã thuê một cái người gọi là hướng dẫn để mà hỗ trợ tôi, gọi là gì đấy ạ? Cải thiện cái kỹ năng ngôn ngữ của mình. Một cách rất là rõ ràng. Chứ không phải là truyền cảm hay không phải là để mà hiểu hay là mơ hồ, đúng không ạ? Ok, rồi tiếp theo cô sang câu số 6 này. You should avoid betting on maximum. In my opinion, the horse doesn't have a chance of winning the race. Rồi, lại là một cái cấu trúc nữa rất là hay thi này. Bạn nên tránh cái việc mà gọi là gì đấy ạ? Tránh cái việc là đặt cược vào con maximum này, đúng không ạ? Theo quan điểm của tôi là con ngựa này nó không có cơ hội chiến thắng cái cuộc đua này đâu. Đấy, cấu trúc của chúng ta sẽ là stand a chance. Không có cơ hội. Những câu này mấy hôm nữa mà trúng tủ nhỉ. Tuyệt vời luôn. Nhớ nhá. Stand a chance. Được chưa? Không có cơ hội. Ok chưa? Nhớ nhá. Nhớ nhá. Rồi, sang câu số 7. I wouldn't have realized the possible risk of setting the factory on fire if James hadn't my attention to it. Ok. Đấy, tôi sẽ đã không nhận ra cái nguy cơ có thể của cái việc đó là setting the factory on fire. Đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có là tôi không nhận ra cái nguy cơ là có thể bị cháy, đốt cháy nhà máy, set something on fire. Nếu như James đã không thu hút cái sự chú ý của tôi vào đấy. Thì cái từ thu hút nhá, chúng ta sẽ dùng cho cô đó là nhìn này, cái này có catch somebody's attention. Đó là thu hút cái sự chú ý của ai. Thấy chưa? Nhưng ấy, câu này thì cô sẽ dùng cái từ này bởi vì nó có thêm to thì mình lại dùng sang từ draw, đó là draw one's attention to something. Được chưa? Thu hút sự chú ý đối với lại là cái gì? Được chưa? Tiếp nhá, sang câu số 8. Câu số 8 các bạn chọn cho cô xem đáp án đúng là đáp án gì nhỉ? She has lived in Hải Phòng for over 20 years, so she knows the city like the back of her. Nào, biết rõ một cái gì thì tức là mình biết một cái gì đấy giống như là mặt sau của cái bàn tay của mình này. Được chưa? Like the back of one's hand. Know something like the back of one's hand. Tức là nắm rõ thành phố như là lòng bàn tay. Đồng ý không ạ? Knows the city like the back of one's hand. Tiếp tục cho cô sang câu số 9 nhé. It was time we went home after spending the entire morning in the neighbor's yard. Nào, đã đến lúc này chúng tôi về nhà sau khi dành toàn bộ cái buổi sáng ở sân của cái người hàng xóm à. Thì đây sẽ là
Đã đến lúc ai đó làm gì thì đây là cấu trúc ngữ pháp luôn mình học rồi ấy. Đó là cấu trúc đó là it's about time somebody did something, hoặc là it's time somebody did something, hoặc là it's high time somebody did something. Đã đến lúc ai đó làm gì. Đã đến lúc này chúng tôi về nhà sau khi đi dạy. Đã đến lúc mà chúng ta phải về nhà thôi. Câu này là một dạng cấu trúc câu giả định luôn. Tức là mình chưa về nhà và mình nói rằng là đã đến lúc là mình phải về nhà rồi. Thế được sang câu số 10. As a young actress, she the temptation to move to Hollywood. Tức là như là một cái diễn viên trẻ thì cô ấy cái gì đấy, cái temptation, tức là cô ấy làm sao đấy ạ? Gọi là cưỡng lại cái cám dỗ để chuyển tới Hollywood. Ok, nào, gọi là ngăn cản này, cưỡng lại đấy. Ở đây mình có từ defy, defy nhá, là thách thức. Refuse là từ chối. Resist là ngăn cản, ngăn trở. Và opposed có nghĩa là phản đối. Mình thường hay dùng cấu trúc đó là to be opposed to, là phản đối cái gì, hoặc là object to, phản đối. Thì câu này mình sẽ dùng cho cô từ resist. Đấy chưa? Ngăn lại, cưỡng lại được cái cám dỗ phải làm gì. Câu số 11 đi ạ. Why don't we call it a? It's got too dark to go on repairing the bridge. Nào, tại sao chúng ta không nghỉ đi nhỉ? Đã quá muộn để mà tiếp tục sửa chữa cái cầu rồi. Đó. Nào, nghỉ ngơi hoặc là kết thúc cái công việc của mình. Thì mình sẽ dùng cái idiom ở đây, đó là idiom gì? Nào, bạn nào có thể trả lời được giúp cô ạ? Cái này cũng là một cái câu rất là quen thuộc, chứ không phải là khó đâu ạ. Nào, call it a day là một cụm nhé. Call it a day có nghĩa là gì đấy ạ? Nghỉ ngơi hoặc là kết thúc. Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi nhỉ? Nó đã trở nên quá trễ, quá là tối để mà tiếp tục rồi. Chúng ta không dừng lại để nghỉ ngơi đi, nhớ không ạ? Tiếp tục sang câu số 12. Don't forget to thank Aunt Betty warmly. She's really gone to great to buy the dictionary for you. Nào, cái cấu trúc đó là gọi là cố gắng nỗ lực hết sức để làm gì đấy ạ? Nó sẽ tương đương với cấu trúc đó là make a special effort to do something, tức là nỗ lực đặc biệt để làm gì ấy. Thì mình sẽ dùng cho câu cấu trúc đó là go to great pains, hoặc là go to great length. Pains hoặc là length, tức là mình phải chịu nhiều những cái đau khổ, những cái gọi là đi những cái quãng đường dài hơn đấy. Để làm một cái gì, tức là phải nỗ lực nhiều hơn để làm một cái gì đấy. Đấy chưa? Đi thêm một dặm, đi thêm một cái quãng đường dài hơn đấy. Đấy chưa? Chúng ta sẽ còn có một cái cấu trúc nữa, đó là go an extra mile. Đi thêm một dặm nữa. Đấy chưa? Go an extra mile có nghĩa là cố gắng hơn. Đấy, try hard to do something. Make special extra effort to achieve something. Nào, đừng quên cảm ơn dì Betty một cách nồng hậu nhé. Bà đã thực sự là gọi là gì đấy ạ? Phải cố gắng nỗ lực hết sức để mua cái từ điển đấy cho con đấy. Rồi tiếp tục sang câu số 13 đi ạ. Câu số 13, mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì? The smile on the woman's face let us realize that our visit to their home was unwelcome. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có là cái nụ cười gọi là giả tạo trên cái khuôn mặt của cái người phụ nữ này, khiến chúng ta nhận ra rằng là cái sự viếng thăm của chúng tôi tới nhà của họ thì nó là không được chào đón, unwelcome. Ok. Nào, đây mình sẽ có gì ạ? Cái nụ cười giả tạo sẽ là từ gì? Artificial. Ok. Artificial, giả tạo. Fictional, hư cấu. Stimulating, kích thích. Và forged có nghĩa là làm giả. Cái này là bị làm giả nhá. Thì câu này mình đã dùng cho cô từ artificial. Ok, cái nụ cười giả tạo. Rồi tiếp này. Tiếp theo con sang câu số 14. Paul's been in Christmas bad ever since he embraced Christina. Paul's been in Christmas bad gì? Ever since he embraced her at the birthday party. Tức là Paul đã nằm trong cái danh sách đen của Christina, đúng không ạ? Kể từ khi là anh ta làm cho cô ta bẽ mặt ở sinh nhật, cái bữa tiệc sinh nhật. Thì tức là nằm ở trong một cái gọi là gì đấy ạ? Bad books. Bad books tức là được ghi vào sổ đen đấy, sổ sổ xấu ấy, đúng không ạ? Bad books. To be in somebody's bad books. Tức là nằm ở trong cái sổ đen của ai?
Nằm ở trong cái sổ đen của ai? Nằm ở trong một cái danh sách những cái người ghét nữa ạ. Rồi, tiếp tục giúp câu sang câu số 15. I don't really like Catherine. She seems to take so much in criticizing everyone, especially her friends. Nào, tôi không thực sự là thích Catherine. Cô ấy dường như là gọi là có cái sự vui thích quá nhiều trong cái việc chỉ trích mọi người, đặc biệt là bạn bè, đúng không ạ? Những cái người như này là những cái người mà tốt nhất không nên làm bạn với. Mình nên avoid making friends with these kind of people. Take pleasure. Vui thích trong cái việc chỉ trích người khác. Cái gọi là cái sự phán xét, judgment, nó là một cái thứ mà mình không nên judge, mình không nên đánh giá người khác, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi mình chỉ hiểu một mặt, một nửa của cái vấn đề thôi, và nếu như mình đánh giá ấy, thì nó sẽ không đúng khi mà mình chưa nhìn thấy hết được cái phần còn lại của vấn đề. Vì thế cho nên là judgment thì thường mình nên tránh. Và hơn nữa, những cái người như này là những cái người tiêu cực, những người negative, mình không nên kết bạn với những người tiêu cực. Take pleasure in thì là vui thích trong cái việc gì? Trong thế giới này có quá nhiều thứ để vui thích, ví dụ như là take pleasure in studying English chẳng hạn, vui thích trong việc học tiếng Anh chẳng hạn, đúng không? Tại sao không làm những thứ tích cực như thế mà lại đi chỉ trích người khác? Rồi, câu số 16 đấy ạ. It's the chance of a lifetime for me to see Jungkook. So, Jungkook, sorry. Cô có đọc nhầm tên của bạn, tên thần tượng của bạn nào không ạ? So I try to the most of it. Cái này là cấu trúc một cụm luôn nhá. Đó là một cái cơ hội mà gọi là nghìn năm có một, một cái cơ hội mà có thể nói là gì đấy ạ? Ngàn năm mới có một lần đấy. Đó là a chance of a lifetime để mà tôi có thể nhìn thấy Jungkook, đúng không ạ? Vì thế nên tôi cố gắng là tận dụng, đúng không? Tận dụng tối đa. Mình sẽ dùng cấu trúc cho cô đó là make the most of it. Đấy ạ, tận dụng tối đa nhá. Ghi xuống giúp cô đi ạ. Make the most of it. Tận dụng tối đa. Tiếp tục sang câu số 17. If you trust in me, everything will work out alright. Nếu như bạn đặt niềm tin vào tôi ấy, thì mọi thứ nó sẽ trở nên đúng, đều trở nên ổn. Đúng không ạ? Mình sẽ gọi là gì? If you put hoặc là place. Put hoặc là place your trust in me. Ok? Đặt niềm tin vào tôi. Ok? Chúng ta có tin vào bản thân mình đúng không ạ? Nếu mà chưa tin vào bản thân mình thì mình phải tin vào bản thân mình nha. Bởi vì nếu như mà mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình không làm được thì chắc chắn là mình không bao giờ làm được nha. Được nha. Trước hết là mình phải tin là mình làm được thì mình mới có thể làm được nha các bạn. Mình phải tin rằng là mình sẽ đạt được điểm cao trong kỳ thi rồi mình cố gắng mình work it out. Ok? Nào, đặt niềm tin. Ok, đặt niềm tin vào ai hoặc cái gì. Tiếp tục sang câu số 18 ạ. They are still suffering from nervous tension after their escape last night. Their car stopped right at the river bank. Họ vẫn còn đang chịu cái gì? Chịu cái sự căng thẳng tột cùng về thần kinh, đúng không ạ? Sau cái cuộc thoát hiểm gọi là trong gang tấc của họ ngày hôm qua, ô tô dừng ở ngay cạnh bờ sông. Nào, cuộc thoát kiếp thoát gọi là thoát trong gang tấc đúng không ạ? Mình sẽ có một cái cấu trúc đó là narrow escape. Đấy ạ. Thoát hiểm trong gọi là gang tấc, narrow escape. Đấy ạ. Rồi tiếp nha, sang câu số 19 này. I hope you won't take if I say that your work needs more improvement to be accepted. Tôi hy vọng rằng là bạn sẽ không giận, nếu là bạn không tự ái này. Đấy ạ. Đấy sẽ bị xúc phạm, bị mất lòng ấy. Tự ái. Tôi hy vọng bạn sẽ không tự ái nếu tôi nói rằng cái công việc của bạn cần nhiều cái sự cải thiện hơn để được chấp nhận. Về đây mình sẽ dùng cho cô từ take offense. Okay, I hope you won't take offense. Rồi tiếp sang câu số 20. Jackson will never let you down. He's a man of his and he won't break his promise. Nào, Jackson thì sẽ không bao giờ làm cho bạn thất vọng đâu. Anh ta là một cái người giữ chữ tín. A man of his. Nào, keep one's promise là giữ lời hứa, hoặc là keep one's word cũng là giữ lời. Cho nên là a man of one's word sẽ là một cái người đàn ông giữ lời. Đấy. Keep one's promise, keep one's word. Okay, he's a man of his word và anh ta sẽ không gì đấy ạ, break his promise. Anh ta sẽ không nuốt lời thôi. Không thất hứa đâu, đúng không ạ? Rồi,
Năm câu cuối cùng, câu số 21 ạ. They said I would be on for the first two or three weeks because they want to find out more about my skills. Thế đây sẽ là cấu trúc là thử việc nhé. Nào, họ nói rằng tôi sẽ là thử việc trong khoảng 2-3 tuần đầu tiên bởi vì họ muốn xem, muốn biết nhiều hơn về kỹ năng của tôi. Nhá. Testing là kiểm tra này. Examination đó là cũng là kỳ thi đúng không ạ? Inspection là thanh tra và probation đây là thử việc. Theo đúng câu này sẽ là to be on probation. Yeah. To be on probation. Thử việc. Thế nhá. Rồi, câu số 22 mình sẽ lựa chọn đáp án đúng là đáp án gì ạ? Rồi, câu số 22 đi ạ. Nào, of course we don't need this dictionary at the moment, but in the long gì? It may prove extremely useful. Tất nhiên là chúng ta không cần từ điển vào lúc này, nhưng mà về lâu về dài ấy, hiểu không ạ? Cái này mình sẽ có là in the long run, hiểu không? In the long run nghĩa là gọi là về lâu về dài, hiểu không? Về lâu dài, hiểu không? Thì nó sẽ chứng tỏ là nó rất là hữu ích. Ok, in the long run. Ok, cái cụm này rất là hay, hiểu không? Và mình cũng rất là hay dùng cái cụm này trong những cái bài essay chẳng hạn, khi mà mình nói về là gọi là long term benefit, những cái lợi ích lâu dài, người ta thường hay dùng từ long term. Ok. Câu số 23, she may still have a few fans in the world, but she's definitely past her gì? Nào, câu này mình sẽ lại có một cái cụm nữa, có nghĩa là qua cái thời đỉnh cao. Đúng không ạ? Qua cái thời đỉnh cao nhá, cô ấy có thể là vẫn còn một vài fan trên thế giới, nhưng mà chắc chắn là đã qua cái thời hoàng kim rồi. Mình sẽ dùng cấu trúc gì ạ? Qua cái thời hoàng kim rồi, qua cái thời đỉnh cao rồi. Thì mình sẽ dùng cho cô ở đây sẽ là past one's prime. Ok. Prime. Yeah. Past one's prime. Rồi tiếp câu số 24. Cũng là một cụm rất là hay này. Câu này có nghĩa rằng là một cách rõ ràng, không cần phải nói rằng là gì. Yeah. Cấu trúc của chúng ta sẽ là it goes without saying that Mr. Green deserves a prize for his imposing achievements in the field of archaeology. Yeah. Có nghĩa là một điều rất rõ ràng rằng là ông Green xứng đáng nhận giải vì là cái những cái gì đấy ạ, những cái thành tích ấy, đúng không ạ? Những cái thành tích mà rất là đáng nể, ở đây có từ imposing, thành tích đáng nể trong cái lĩnh vực này. Trong cái lĩnh vực thì mình sẽ dùng cấu trúc đó là in the field of, trong lĩnh vực gì? Trong lĩnh vực là khảo cổ học, archaeology. Rồi, câu cuối cùng nhá. You may think I'm an old man, but I can assure you, I'm still strong. Nào, bạn có thể nghĩ rằng là tôi là một ông già, đúng không? Nhưng mà tôi có thể đảm bảo với bạn rằng là tôi vẫn còn rất là khỏe mạnh. Nào, ở đây mình sẽ có một cấu trúc đó là cấu trúc rất hay, các bạn có thể đoán được không ạ? Toàn những từ rất là quen thuộc nhá, do, run, make hay là go. Theo các con là mình sẽ dùng từ gì ở trong cấu trúc câu này ạ? Mình sẽ dùng cho cô cấu trúc câu gì ạ? Mình sẽ dùng cho cô cấu trúc đó là go strong nha. Lạ chưa? Đề của cô Phư rất là hay, hiểu không ạ? Đề của cô Phư rất là hay luôn, cho nên là mình sẽ hay gặp những cái câu mà nó vừa lạ vừa quen như thế này. Go strong có nghĩa là go strong, I'm still going strong, thì go strong đây có nghĩa là very active, very healthy. Very active, very healthy hoặc là successful. Đấy, rất là tích cực, rất là khỏe mạnh, rất là thành công. Ok. Mình có thể dùng cái go strong này với công ty luôn. The company has been going strong for nearly a century. Yeah. Đấy, công ty đã rất là gì đấy ạ? Thành công ấy trong gần một thế kỷ. Ok. Rất là hay đúng không ạ? Bài cực hay luôn. Không biết là các bạn đã share bài về cho cô Phương chưa nhỉ? Yeah. Chúng ta xem bài của cô Phư về, nhất là cái giai đoạn cuối như này, chúng ta share bài về giúp cô ạ. Để mình sẽ lưu lại được những cái bài quan trọng nhá. Sau này các con rất là khó để mình có thể tìm lại được những cái bài như thế này. Đây là mình share bài về giúp cô ạ. Bài từ vựng này ngày hôm nay nhá, nó là những cái rất trúng, dễ trúng tủ nhá. Rất là dễ trúng tủ nha. Nhưng mà trúng hay không thì mình cũng phải chờ lúc thi mới biết được. Thì có biết rằng là mình sẽ phải cố làm càng nhiều bài như này càng tốt để mình gia tăng cơ hội, đúng không ạ? Mình tăng cái cơ hội nhé, để mình gọi là có thể stand a chance of winning the race.
đúng chưa nào? Đó, bài rất là hay. Nhiều câu khó đúng không ạ? Nhưng mà không sao, với một cái bài như này, nhiều khi mình chỉ cần làm qua một cái buổi tối như này thôi, đến lúc đi thi mà trúng vào cái câu đó là các con cũng sẽ nhớ lại được để làm, rất là quan trọng. Thế là dành thời gian ra coi livestream cùng với cô Phư nhé. Nhá. Rồi. Thì mong là các con sẽ có được cái gọi là cái sự động viên và có được cái sự tích cực ngày càng tích cực để mình học được nhiều hơn. Ok. Cảm ơn các con đã theo dõi buổi học tối nay ạ. Và cô chúc các con sẽ giành điểm số cao nhất trong cái sắp tới và thi đậu đại học nhé.